Đây là vòng thứ hai mang tên định vị của truy tìm cao thủ. Và ba người chơi thân mến, ở trên màn LED của chúng tôi vẫn còn những câu hỏi phía sau. Vòng này đơn giản hơn vòng trước. Chúng ta không trả lời nhiều câu nữa mà chỉ chọn một câu với sự thống nhất của cả ba người. Em nghĩ là chơi câu hỏi khó đi cho nó nhanh gọn lẹ nè. Sao đi? Kiến thức số 6 đi. Rồi. Ok. Câu hỏi kiến thức số 6 như sau. Sông nào ở nước ta chảy ngược so với những dòng sông khác? 1. Sông Danh. 2. Sông Đà Rằng. 3. Sông Kỳ Cùng. Và 4. Sông Kỳ Lừa. 30 giây bắt đầu. 10 giây. Hết giờ. Xin mời Mai Anh. Đáp án của em là? Em chọn đáp án số 1 ạ, là sông Danh ạ. Vì sao ạ? Thật ra là em không biết câu này. Em nên loại em trừ. Chọn em chọn bừa. Em chọn bừa. Vâng ạ. Ok. Như em cũng nghĩ là sông Danh, em thì đánh đại. Bên kia chọn bừa, bên đây đánh đại. Ừ. Huy, em có cơ sở. Đúng. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa. Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ở trong bốn đáp án này có cái chữ Kỳ Lừa là em quen nhất, cho nên em chọn sông Kỳ Lừa. Bé ơi, em mới vừa đọc câu thơ là Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa. Này là sông Kỳ Lừa nha bé. Thì có phố có sông. Wow. Cảm ơn em. Câu trả lời chính xác của chương trình đó chính là sông Kỳ Cùng. Sông Kỳ Cùng khác với những dòng sông khác ở phía Bắc, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam theo dốc của địa hình. Và sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ Lạng Sơn, chảy qua theo hướng Đông Nam Tây Bắc. Nó ngược lại, người ta là Tây Bắc Đông Nam, nhưng cái này chạy ngược lại là Đông Nam Tây Bắc. Chia buồn với các bạn, mỗi bạn bị trừ 15 điểm. Chết rồi, bây giờ em lo quá. Lo như thế nào em? Em lo là bởi vì em sai câu này mà nhà em ở khu vực phía Bắc anh. Ừ. Tây Bắc luôn anh. Thế bây giờ em trả lời sai về bố mẹ chắc thất vọng của em. Mai Anh nó giống như là một cao thủ mà ẩn danh gì đó. Anh mà diễn xuất đó anh sẽ bị cố diễn. Còn em rất là tự nhiên. Em mới bước chân vào nghề thôi cho anh nên thấy là không? Anh thấy không? Chứng tỏ là em không biết diễn. Em không biết đúng diễn rồi, chứng tỏ là em nói thật. Cái việc tự nhiên của em á, nó làm cho anh cảm thấy hoang mang quá. Chưa gì mà bạn nói là bạn ở ngoài Bắc mà kiểu như là có tật giật mình á. Dạ. Không, kiểu rào trước. Thì đó, có tật giật mình cho nên người ta mới rào trước không như vậy. Hề, không? Không hề, đấy chỉ là một cái thanh minh của em ở trên truyền hình thôi mà. Thế bây giờ em cứ thanh minh một lần nữa nào. Em nghĩ là bây giờ mà em nói mọi người sẽ bảo em diễn giỏi. Nên là tốt nhất là em sẽ không nói gì. Huy, em muốn nói gì nữa không? Không. Cảm ơn em. Em đã có quyết định của em. Em đã có quyết định của em. Ba người chơi thân mến, nhắm mắt nào. Nếu như các bạn loại trừ sai, các bạn sẽ bị trừ điểm của nhân vật này cho hai người còn lại. Đừng làm theo tác động của người dịch chuyển. Đôi khi người ấy muốn tìm đồng minh để dịch chuyển điểm số đó về cho riêng mình, không chia cho ai hết. Bình tĩnh. Như, mời em mở mắt. Hãy đưa tay về như vậy, em muốn loại. Cảm ơn em. Mời Mai Anh. Hãy đưa tay mình như vậy, em muốn loại. Cảm ơn em. Mời Huy. Em muốn loại ai? Cảm ơn Huy. Mời ba người chơi mở mắt. Sáng rồi, vẫn làm vậy thôi. Đêm qua cũng có một người bị loại tiếp. Vâng. Chắc chắn. Là ai? Em nghĩ là em đấy. Sao mình là em? Tại vì mọi người rất là nghi ngờ em. Nhưng bất ngờ ở đây là em bị loại hả? Mai Anh là người bị loại. Em biết mà. Cái gì mọi nữa? Người sai rồi, mọi người đã quá sai rồi. Mai anh tin em, hãy quay lại vào cuối chương trình để nói cho mọi người biết em là ai và để xem cao thủ ở đâu và điểm số ai là người cao nhất. Hãy cùng với chúng tôi đến với vòng 3 mang tên lộ diện.